안녕하세요. Xin chào các bạn, mình là Yên Nhi. Thì bình thường mình chỉ làm clip hát hò thôi, nhưng mà hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái vlog để nói về bản thân của mình cũng như về cuộc sống của mình ở đây ở Nhật cho các bạn hiểu rõ về mình hơn, và cũng mong là sau clip này các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Thì mình tên thật là Yên Nhi, cho nên mình lấy địa danh là Yên Nhi, là kiểu đọc lấy qua tiếng Anh thôi. Và cái clip đầu tiên mà mình đăng lên YouTube là Lạc Trôi và được ủng hộ rất là nhiều, và mình rất cảm ơn các bạn, cực kỳ hạnh phúc luôn. Không ngờ là cái clip mình làm chỉ thật ra chỉ để cho vui thôi, viết lời này nọ hát hò cho vui thôi, nhưng mà không ngờ lại nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Thì mình rất là cảm ơn, và đặc biệt là cảm ơn đến bạn Thế Anh 28 đã giúp cho các bạn biết đến mình nhiều hơn. Đó là một chút về bản thân của mình. Tiếp theo mình sẽ nói về việc du học ở Nhật. Rất là nhiều câu hỏi về cái vấn đề du học ở Nhật này. Thì mình ở Nhật được gần 10 năm, năm nay là năm thứ 9, gần 10 năm. Thì mình đến Nhật lúc 15 tuổi, sau khi học xong lớp 10 ở Việt Nam. Hồi xưa mình học ở Minh Khai ở Sài Gòn, xong học hết năm đó thì khăn gói lên đường đi du học thôi. Lúc đó thì không có hứng muốn học ở Việt Nam lắm, vì trước đó thì cũng có dự định là sẽ đi du học Nhật, cho nên là mình học ở Minh Khai một năm, nhưng mà thực chất thì mình không có học gì nhiều hết đó, đi chơi là chính. Thì cái trường học của mình thì rất là hiếm, bây giờ thì mình không biết sao, bây giờ thì cũng có nhiều bạn kiểu ba mẹ đi làm qua đây định cư thì được đi qua theo, thì sẽ được học từ cấp 3 đến ngày cấp 2 gì đó. Rồi trường học của mình thì lúc cái thời mà mình mới vừa đi thì không có nhiều người Việt Nam qua từ năm cấp 3, chỉ có một mình mình. Lúc đó thì cũng có một anh người Việt Nam nữa, anh học lớp 12. Thì lúc mình mới qua thì lúc đó nữ thì không có một người nào là người Việt hết, tất cả là toàn là người Thái Lan, người Đài Loan, người Trung Quốc nè, người Nhật thôi. Thì tất cả mọi thứ đều phải nói bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh thật sự là không có ai hiểu hết. Nên lúc đó là không không có được dùng đến tiếng Việt á. Cái thời đó cũng không có iPhone như bây giờ, không có iPhone, không có smartphone, không có net, không có wifi. Có net nhưng mà là kiểu net cắm dây á, thì cái ký túc xá như vậy thì chỉ có 3 chỗ để dùng net thôi. Lúc đó coi như là không có thông công nghệ thông tin mà, cho nên là mọi thứ nó rất là khó khăn. Muốn gọi điện về nhà thì lúc đó không có smartphone, chỉ có điện thoại nắp gập, mà nắp gập thì không thể nào gọi được về Việt Nam, cho nên là phải đi kiểu gọi bằng điện thoại quốc tế, mấy cái bus điện thoại á, gọi về Việt Nam được. Lúc đó mới nói chuyện được với ba mẹ, hoặc là lâu lâu mới cuối tuần này nọ mới có thời gian rảnh lên mạng gọi về cho ba mẹ. Rất là khó khăn, lúc đó cũng rất là stress, tại vì kiểu bị cô lập á, cũng bị cô lập rồi không ai chơi, lúc đó thì có một mình thôi. Mình thì lúc đó chơi với một cái anh người Nhật, anh đó cũng dạng bị cô lập. Hai đứa bị cô lập chơi với nhau. Thì anh là người Nhật cho nên là nhắn tin các thứ bằng tiếng Nhật. Lúc đó nhờ nhờ vậy mà cái trình độ mà đọc được tiếng Nhật của mình nó, với lại kiểu như ảnh nhắn những cái từ rất là khó. Lúc đó thì mình đâu có biết tiếng Nhật đâu, mà ảnh là thuộc dạng là dân ở vùng Osaka đó, thì Osaka nó có cái ngôn ngữ địa phương riêng của nó. Thì anh đó là cái người mà dùng ngôn ngữ địa phương đó, thành ra lúc mà mới nói chuyện anh không biết anh nói gì hết, nhưng mà từ từ dần dần dạy anh dạy cho thì cũng quen, là cũng nói được và cũng biết tiếng Nhật nhiều hơn một tí. Đọc được tiếng Nhật, đọc kanji là nhờ nhắn tin hết. Thực ra mình không có học cái gì hết, tất cả là đều nhờ nhắn tin này, nhờ nói chuyện với người Nhật. Thì mới đầu mình qua mình biết được số ít tiếng Nhật, chút xíu tiếng Nhật. Kiểu như học sinh mới qua thì thường được học 4 tháng tiếng Nhật, nhưng mà mấy đứa mà biết tiếng Nhật rồi lại không được học. Lúc đó là mình vừa mới qua cũng biết tí tí tiếng Nhật thôi, nhưng mà bị đẩy vào cái lớp của người Nhật, toán lý hóa sử địa,
anh văn các thứ tất cả đều phải học bằng tiếng Nhật. Đã vậy cái ông thầy chủ nhiệm ông còn là một người nói lắp mà nói nhanh, nói dính 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 chữ với nhau á, chả hiểu gì hết. Ngay từ cái ngày đầu tiên vô là bắt kiểm tra, mà kiểm tra kanji, kiểm tra từ Hán, mà cái kanji không phải là kanji dành cho học sinh mà là kanji dành cho người Nhật. Oh my god. Tổng điểm 100 mình chỉ được 9 điểm thôi, mà 9 điểm kiểu như đánh lụi á. Có 3 đứa được vô lớp người Nhật thôi, thì trong đám đó mình là cái đứa thấp điểm nhất, ngồi khóc một buổi luôn. Ngồi khóc cả buổi luôn. Nhưng mà nói chung nghĩ lại cũng thấy vui. Tại vì sau đó không biết tại sao mà chắc là do cái môi trường như vậy á, cho nên là tiếng Nhật dần dần nó cũng quen, có nghĩa là không cần học gì hết thì nó cũng vô đầu. Giống như là kiểu bạn không biết bơi nhưng mà bạn bị thảy xuống cái hồ bơi, thì một là bạn chết, hai là bạn cố ngồi ngớp sao cho bạn biết bơi thì thôi. Mình thuộc dạng như vậy, mình cũng ngồi ngớp, cuối cùng thì cũng biết bơi, dạng như vậy. Bơi theo kiểu của mình đó. Bây giờ mình hay nói là mình lăn lộn ngoài bờ hồ là như vậy. Lăn lộn ngoài bờ hồ, không có học trong sách, không hề đụng một cuốn sách tiếng Nhật nào hết, nhưng mà nó cứ vô đầu như là kiểu vậy đó. Đó, thì đó là câu chuyện về năm cấp 3 của mình. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì mình thi đại học. Cái chuyện thi đại học, thi đại học thì đáng lẽ du học sinh á là được thi theo cái dạng du học sinh, thì mỗi trường đại học nó sẽ có một cái kỳ thi dành riêng cho du học sinh, dạng như là sẽ thi tiếng Nhật nè, hoặc là sẽ phỏng vấn hay gì đó. Còn mình thì không được như vậy, tại vì mình tốt nghiệp trường của Nhật, cho nên là nó bắt mình phải thi theo kiểu người Nhật luôn, có nghĩa là thi giống như thi đại học Việt Nam vậy đó, toán lý hóa cái thứ, trời ơi, nó kinh khủng lắm. Nhưng mà cái trường mà mình thi vô cũng may mắn là mình thi theo dạng nghĩa Nhật, nó có rất là nhiều kỳ thi, nó không có chỉ riêng một kỳ thi đại học mà nó còn có kỳ thi riêng của các trường nữa. Cái trường lúc đó mình vô là trường về design, thì nó bắt mình làm đồ án tầm 2 ngày, có phỏng vấn các thứ nữa. Thì may mắn là 2 ngày đó tham gia đầy đủ rồi làm tốt, cho nên là đậu từ hồi tháng 8, từ lúc tháng 8, nghĩa là tháng 4 tốt nghiệp đúng không, tháng 3 tốt nghiệp, tháng 3 năm sau tốt nghiệp, thì tháng 8 đã đậu rồi. Cho nên là từ tháng 8 đến tháng 3 là coi như là chơi, không có học cái gì hết. Đó là chuyện thi đại học. Chuyện tiếp theo là chuyện làm thêm. Thì cấp 3 thì không được làm thêm, đến đại học mới bắt đầu được làm thêm. Cũng không có như mấy bạn Việt Nam mới qua là được giới thiệu các thứ, coi như là lên mạng tự tra, tự tìm hiểu, tự đăng ký, tự gọi điện, tự đi phỏng vấn luôn. Coi như là cái chỗ đầu tiên mình đăng ký là coi như là ok luôn, accept luôn là cho mình vào làm. Nhưng mà xui cho mình một cái là cái quán đó, thật ra quán đó rất là được, rất là món ăn cũng ngon nè, đồ uống cũng ngon, đẹp. Là quán nhậu, thực đơn rất là khó nhớ. Cái điều mình bực nhất là ông tên chỗ ông chủ á, thì ông rất là kiểu tùy hứng, hôm nay vui thì khen, vui thì chọc mình, buồn thì lôi mình ra chửi vậy đó. Trời, bị lôi ra chửi miết trong khi mình chả làm cái gì hết. Đôi khi chỉ là sao ta, đeo cái tai nghe nè, cái tai nghe để mà tầng 2 có thể gọi cho tầng 3 này, cái thứ kiểu như bộ đàm á. Đeo tai nghe mà mình bị rớt tai nghe, mình cứ lấy tai mình chỉnh lại, vậy thôi cũng bị chửi. Ông đó bị điên. Mình đã cố gắng được khoảng 4 tháng thì bye bye. Nhưng mà cũng nhờ cái quán đó mà sau đó mình làm bất kỳ cái quán nào đi nữa, mình cũng cảm thấy mọi thứ nó thật là đẹp, thật là cuộc sống như thiên đường. Tại vì cái quán nó quá kinh khủng. Bởi vì mình khuyên các bạn một điều là bắt đầu khó khăn thì những lần sau bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái, dễ dàng, lạc quan. Cái gì khó thì nên làm trước. Nãy giờ nói nhảm quá. Thì cái chuyện cuối cùng mình muốn nói là cái chuyện cuộc sống của mình. Ai cũng nói là đi học sướng lắm, không bị quản lý, là ba mẹ không quản lý, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn đi chơi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về.
Ừ, cái đó đúng, chả ai quan tâm. Chả ai quan tâm là bạn đi về mấy giờ, bạn ngủ mấy giờ, không ai quan tâm đâu. Ba mẹ tất nhiên là có gọi điện lo lắng, cũng quan tâm các thứ, nhưng mà làm sao biết được mà mình làm cái gì ở đây. Mình nói mình ngủ nhưng mà mình thức thì cũng đâu có ai biết được, đúng không? Thì chuyện đó thì đúng là thoải mái, có thoải mái thật. Nhưng mà đó là ban đầu mình nghĩ vậy thôi. Tầm 1-2 năm trở đi thì mình cảm thấy là thời gian đi học, thì sau khi học xong thì cũng đi làm, đi làm xong về chỉ có lăn ra ngủ mấy ngày nghỉ á. Thì trời, đi làm đi học mệt cả tuần rồi, giờ thứ bảy chủ nhật chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, đúng không? Mà chưa kể là nếu mà làm quán ăn, làm part-time quán ăn á, thì nó còn bắt mấy bạn là phải làm cả thứ bảy chủ nhật nữa. Tại thứ bảy chủ nhật là hai cái ngày mà cần khách nhất, cần 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 nhân viên nhất, tại vì khách rất là đông. Thì hai ngày đó phải đi làm, nghĩ coi thời gian đi chơi ở đâu, mà về đến nhà mà chỉ muốn ngủ thôi, chả muốn đi đâu chơi nữa đó. Bởi vì mấy bạn nào mà muốn nói là đi du học sướng thì không có đâu nha, sướng chỉ có mấy bạn nhà giàu thôi. Còn những người mà đi làm cầm cụi, đi làm suốt ngày, đi học suốt ngày thì chả sướng đâu, khổ lắm. Không có gia đình đã vậy còn phải lo, tự lo tiền nhà, tiền nước, tiền điện, rồi tự xoay sở mọi thứ như ăn uống, ngủ nghỉ, nhất là ăn uống. Mình cũng không phải dạng không biết nấu ăn, nhưng mà lười lắm, về đến nhà là chỉ có lăn ra thôi chứ không có muốn nấu gì hết. Có nấu thì cũng không nấu cho mình ăn, chỉ có bạn bè qua chơi mới nấu, không thì cứ chiên trứng hoặc là nấu gói mì ăn cho đỡ đói. Thì cái này mấy bạn sinh viên Việt Nam cũng hiểu, kiểu như cứu đói thôi chứ cũng không có làm ngon lành gì, không có thời gian, cũng không muốn dành cái thời gian đó để tốn cái thời gian mình ngủ không. Đó thì nhiều khi đi lâu thì cũng cảm giác là giờ chỉ muốn ở nhà với ba mẹ cho sướng thôi, chả muốn đi đâu xa. Nhưng mà kiểu số phận xui khiến cho nên là mình đi 10 năm mà mình vẫn chưa đi về được. Cũng muốn về lắm nhưng mà có công việc ổn định ở đây rồi cho nên là muốn về cũng khó. Nên tạm thời thì mình cứ ở đây thôi. Còn chuyện về Việt Nam chơi thì tất nhiên sẽ có, năm khoảng 2 lần gì đó nếu mà có tiền. Ok, tạm thời thì nó đến đó thôi. Nếu mà các bạn muốn biết thêm cái gì về mình nữa thì các bạn có thể comment xuống dưới, mình sẽ giải đáp. Vì cái vlog đầu tiên cho nên mình không không muốn chỉnh sửa gì nhiều, mình nói cũng hơi bị ngọng nữa nên các bạn thông cảm. Vlog tiếp theo thì mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh nó hơn. Mong là sau cuộc nói nhảm này thì các bạn có thể hiểu mình hơn và hiểu về cuộc sống của một du học sinh theo một cái hướng nhìn khác. Và bây giờ thì bye bye.